Tiến Bình Dương chào tất cả những anh em thợ máy trên toàn quốc nha, đặc biệt là những anh em ít va chạm với dòng SH. Rồi, thì hôm nay chiếc SH này đang trong tình trạng là không khởi động được. Đấy. Thế thì nhiều anh em cứ nghĩ dòng SH hoặc là một số những cái dòng xe cao cấp là mạch đề, mạch điếc nó đi ghê gớm lắm. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ anh em như sau. Quan điểm của mình là anh em cứ nhớ như sau này, những dòng xe mà của Honda mà đang còn sử dụng củ đề đó, mà củ đề mà xài thớt đề đó, thì những cái mạch đó nó không hề liên quan đến FI, cho nên các bạn cứ tự tin mà làm như xe bình thường. Thì chiếc xe này đang trong tình trạng không khởi động được, thì qua khám xét thì khách hàng nói là xe này có dấu hiệu hết bình thường xuyên. Thì bây giờ mình kiểm tra xem có đúng như khách hàng nói không. Đầu tiên thì mình sẽ sạc cái bình no lên trước, sau đó mình test cái bình. Rồi, em khởi động đề rồi. Rồi, rồi mở khóa lên đề. Rồi bóp thắng đề. Rồi tắt khóa. Mở khóa, bóp đề. Rồi, thì lúc này các bạn thấy là giơ le đề vẫn nhảy. Bấm đề lại đi, bấm đề lại cái nữa coi. Rồi, bấm đề vẫn nhảy. Rồi, thì ở cái trường hợp này thì anh em để như sau này. Chúng ta bình này lúc này tôi sạc rồi ha. Rồi bây giờ tôi test lại cái bình. Anh em lấy cái máy test cái bình này, test kỹ cái bình này. Đầu tiên chúng ta phải test kỹ cái bình trước. Tại vì nhiều khi bình mới nhưng mà chúng ta sạc xong nó vẫn bị tụt đâm be đấy. Rồi, chúng ta test cái bình. Rồi ok, đó, 11V. Ok rồi, cái bình không hư. Rồi bước tiếp theo chúng ta cũng kiểm tra như những dòng xe phổ thông thôi, đừng nghĩ nó gì gây gớm hết. Rồi bây giờ bấm đề thì củ đề không quay nhưng dơ le vẫn nhảy. Thì chúng ta sẽ kiểm tra tiếp bước tiếp theo. Rồi để xem dơ le có hư hay không, dơ le dẫn dòng có tốt hay không nha. Bút thần đây mọi người. Rồi lấy bút thần đây kẹp vô. Đầu tiên thì chúng ta làm cũng như những dòng xe bình thường của Zimway thôi. Chúng ta sẽ lấy cái bóng đèn này, chúng ta kẹp vào mát. Thì để cho độ chính xác cao thì chúng ta có thể kẹp ra mát sườn. Để làm gì? Để nhiều khi chúng ta đo, nếu mà không có điện thì một là giờ le không cấp điện, hai là mát không có, đúng không? Rồi ta đo ra mát sườn. Mẹ cái thằng được thằng học trò nó chế cái bút như cái gì ạ? Làm ăn vậy đó. Mua bao nhiêu cây bút xịn cũng để làm mất. Cái đó chắc thì có mát. Được chưa? Rồi ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đo giống như Zimway nhé các bạn nhé. Đây, theo nguyên tắc này thì dây dương bình ra đến đây rồi. Rồi đo chân 1 đây. Chân trong, chân dưới. Rồi ok, như vậy là điện bình đã đến này, rút ra. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đo điện ra. Rồi chân ra, rồi chúng ta bấm đề. Mở khóa bóp phanh, bấm đề. Mở khóa lên. Rồi ok, là điện của dơ le đã ra. Thì như vậy chúng ta sẽ kết luận là dơ le không hỏng. Bởi vì thì anh em làm xe nhiều chắc anh em cũng biết, có những cái trường hợp giờ le vẫn nhảy, vẫn hoạt động, nhưng mà vẫn gì, vẫn chết, đúng không? Vẫn bị hỏng như thường. Rồi cho nên là chúng ta phải đo như thế để được kết luận con giờ le tốt nhá. Giờ le tốt là phải như thế mới là giờ le tốt. Rồi bây giờ chúng ta đo là tại chân giờ le tại chân củ đề. Thì lúc này tôi thấy là củ đề có dấu hiệu là cũng có dấu hiệu nhảy tạch tạch, thì chứng tỏ là củ đề đã hoạt động nha. Rồi chúng ta bấm đề. Đấy, ok. Rồi như vậy là cái nguồn điện đã đến được cái motor đề. Ok rồi. Rồi thì bây giờ việc của chúng ta đó là gì? Chúng ta tháo cái củ đề ra, kiểm tra hệ thống than, chúng ta làm lại hệ thống than. Đấy, khi nào làm hệ thống than xong, nổ xong thì chúng ta mới kiểm tra hệ thống sạc nha. Rồi, bây giờ mở ra đi anh em. Mở ra đi, mở củ đề ra. Tuy nhiên thì trước khi tháo củ đề thì theo quan điểm của tôi, thì theo kinh nghiệm của tôi nữa, thì tôi khuyên anh em là chúng ta phải kiểm tra cái động cơ trước đã. Đôi khi có những cái trường hợp động cơ bị bó thì sao, đúng không? Nên là củ đề từ từ tháo cũng được. Ta mở cái nắp này ra, ta dùng tê, ta quay cái động cơ xem động cơ có nhẹ không. Khi nào động cơ nhẹ rồi thì lúc đó chúng ta mới xử lý tiếp hệ thống đề. Hiểu chưa ạ? Đó, đó là cái cách mà bắt bệnh nhanh và đơn giản, không quá cầu kỳ và phức tạp. Ở lấy cái tê chúng ta quay vô lăng trước. À, quay cái bên lốc nồi trước xem động cơ nhẹ không. Nếu động cơ nhẹ thì có nghĩa là xe đang bị hỏng hệ thống đề. Nếu động cơ nặng thì có nghĩa là xe đang có dấu hiệu bị lốp B hoặc là bị bó dây cô đoa. Nhẹ không em? Ok. Nếu nhẹ thì bây giờ ta sẽ tháo củ đề ra ha. Và sau khi tháo ra thì anh em nhìn đây. Đấy, củ đề này có dấu hiệu là nước vào. Đấy, nên là đã sét và cháy hết rồi. Bây giờ cái này chúng ta phải thay củ đề mới nha anh em.
Nó khét lắm. Rồi, bây giờ chúng ta thay chủ đề mới đi. Như vậy là con xe này như khách tả là hết bình thì không đúng các bạn nha. Mà đây là do nguyên nhân cháy củ đè nên dẫn đến không đè được. Đấy. Cho nên là đôi khi khách hàng lưu ý là đôi khi khi mà mình muốn chẩn đoán lỗi của xe đó thì các bạn khách hàng lưu ý là khách hàng không nên cầm đèn chạy trước ô tô. Đấy. Khách hàng phải để cho anh em thợ chúng tôi kiểm tra trước khi phán. Chứ còn nhiều khi anh em là khách hàng cứ cứ bảo chúng tôi sửa theo ý của khách hàng thì thành ra là sửa sai bệnh hết anh em nhá. Rồi, video này hẹn gặp lại anh em. Mình xin kết thúc video này ở đây. Hẹn gặp lại anh em các video tiếp theo. Và nguyên nhân của xe này là chết củ đè. Chúng ta cần thay củ đè là ok rồi. Và anh em nhớ cho tôi một điều là hệ thống đè của xe này không liên quan đến FI. Cho nên là trong quá trình các bạn sửa đè thì cứ sửa như xe bình thường. Đừng nghĩ tới hệ thống FI nhá. Rồi, nếu anh em thấy video tốt hay, anh em chia sẻ và đăng ký kênh tiếp theo để đón nhận những cái video nhá.